Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hồi Hộp Family Cuộc Sống Mỹ. À, cô chú, say hai cô chú đi. Say hai cô chú đi con. Bỏ cái đám thuốc đi, ồn quá. Đúng rồi. Thì đây nè mọi người ơi, hôm nay Ngọc sẽ mang đến mọi người một cái video clip. Cái này nè, là cái này là Ngọc. Ý đừng. Đây. Đây là một miếng thịt bò. Thì cái thịt bò này đó các bạn, hồi nào giờ Ngọc chưa có ăn cái miếng thịt bò này. Cái đây là cái thịt bò Wagyu A5, được nhập từ Nhật Bản, của Kagoshima Farm A5 Wagyu Ribeye Steak. Hả, thấy không? Đây là một cái miếng thịt bò rất là đặc biệt. Thì hôm nay Ngọc sẽ chế biến thịt bò này ăn thử xem như thế nào nha các bạn. Rồi sao bữa nay tôi cà lâm dữ trời. Còn đây nè mọi người, còn đây là một cái miếng một cái hộp bò Wagyu khác. Cái này là cũng Wagyu nhưng mà của Mỹ đó các bạn. Thì cỡ khoảng 2, 4, 5, 6, 7, 8 8 miếng này thì Ngọc mua ở chợ Hàn Quốc có giá là 31 đô. Đó, thì bây giờ Ngọc sẽ thử hai cái miếng thịt bò của nó khác nhau như thế nào. Dây thịt bò khác nhau đã nằm trên dĩa rồi đó các bạn. Thấy bên đây là bên đây bên đỏ là của Mỹ, còn bên đây là của Wagyu A5 của Nhật nè. A gì mà A? Cái gì mà nó quắc rưng rưng vậy? Ngọc ăn chung với xà lách nha các bạn. Hello, xin chào các bạn. Today I'm gonna make some Wagyu beef A5. That's alpha numeric 5. Ooh, Utah. All right. So first thing I'm gonna do is I'm gonna season it a little bit. We have some pink salt here. Ooh. Đó, bây giờ cho muối lên các bạn. Đó. Next we have the pepper. Oh. All right everybody, now I'm going to put it in the pan. See how I marinated this side? I'm going to flip this side down. Ready? 1, 2, 3. Ooh. All right, and then these two strips. Oh. We'll make them slanted so they got cool burn marks. Now I'll continue to put spices on this side because I flipped them. No. À, đây mọi người ơi, thì cái thịt bò đây, đây là các bạn, Ngọc xin nói với các bạn cái giá của cái miếng thịt bò Wagyu A5 này. Cái miếng này là có là 1 pound là 450 gram đó các bạn. Thì Ngọc mua cái miếng này với giá là 170 đô cho một cái miếng bò này. Rồi nhưng mà khi mà cái first order là cái lần đầu tiên các bạn vô cái website đó mà các bạn order cái đó là giảm được 25 đô, là còn có 145 đô thôi, còn cái tiền ship là miễn phí. Ngọc không có quảng cáo cho cái thịt bò đâu nha các bạn, ngoài tại vì Ngọc chỉ muốn nói cái thông tin cho tất cả mọi người cùng biết thôi. Đó, sao chưa? What do you think? So we got this one from Proud Cow. Uh-huh. And we got that one from the Korean market. H Mark, right? Yeah. You know what I think you should do? Thì các bạn, hồi nãy các bạn thấy ở trên cái lò này là Ngọc không có để cái dầu gì hết đó, nhưng mà cái này á là những cái miếng thịt này á là được nổi tiếng là có hàng ngàn cái thới mỡ ở trong đó, nên là mỡ nó tự tứa ra. Thì Ngọc Nga đã nghe nói nhiều về cái miếng thịt bò A5 này rồi, nhưng mà Ngọc cũng chưa có được ăn tới cái A5 này. Bữa nay mới mua về ăn thử review thử cho mọi người cùng xem như thế nào. Ôi nó ồn quá, làm video clip không được luôn ha. Can't make a video later. Now I get that bleed. Đó các bạn, thì hiện tại bây giờ là cái miếng thịt đang được chiên lên rất là chín rồi đó. Bây giờ Ngọc nghĩ là cái miếng thịt này đã xong rồi nè. Cái miếng thịt bò của Mỹ đã xong rồi nè. Bây giờ Ngọc một miếng nè. Chồng Ngọc một miếng done, nè. Baby? Yeah. Okay, perfect. Rồi, còn cái này á, để coi coi. Để cho chín chút đi. Ngọc với chồng Ngọc thì thích ăn nó hơi chín một chút. Nice. Yeah, put it. Yeah. Okay. Okay, let's eat. Try it. A5 from A5. No, this is not A5. This is a Wagyu beef. Đây, xin mời tất cả mọi người nha. Yeah. Wow.
It's hard to describe. It's like really fatty. Ngọc đang tưởng tượng đã ăn mỡ nhưng mà không ai đang là thịt bò. Mỡ. Oh my god. Rồi giờ lật này đã nè. Wow. Wow, look at that marble like. Trời đất ơi. Đây các bạn nhìn miếng thịt như vậy đúng không? Nhưng mà các bạn cắn vô là các bạn đang cắn một cái miếng cục mỡ y như là cái cục mỡ của cái thịt thịt cái gì đó. Wow, that's really good. Wow. Fatty. Yeah, really fatty. Really really fatty. Nếu mà đây là cái sự lựa chọn của Ngọc, Ngọc sẽ không mua lại cái dĩ dĩ là lần thứ hai, tại vì nó mềm thiệt, nó tan trong miệng các bạn thiệt, nhưng mà nó mở tứa ra, ứa ra nhiều quá. Katie, do you want to just cut it on right on it? Yeah. Okay, I was going to grab another plate, but I figured I... Okay, I can use chips on it. Yeah, start cutting slices. Okay. Wow. Wow. Wow, just so fatty. Cái miếng thịt A5 này Ngọc Thủy, nếu mà các bạn vô nhà hàng. Cut that in half and give me half and you have. Ngọc Thủy, nhưng mà nếu mà các bạn vô nhà hàng á thì nó sẽ rất là mắc tiền cái miếng thịt này nè. So take that out. I'll take this one. Why? It's got, it's darker. Oh really? Yeah. It's got a... Để bây giờ thử ăn miếng thịt Wagyu A5 thử xem như thế nào các bạn. Các bạn ơi, Ngọc mua cái miếng thịt này đó, các bạn biết cái kênh của Ngọc là kênh mà ăn uống rồi review đồ ăn rồi cuộc sống rồi này chiếc nọ đó. Nên là Ngọc mua cái miếng thịt này chủ yếu là về để review cho tất cả mọi người cùng xem là thử coi cái miếng thịt bò Wagyu A5 nó ăn kiểu như thế nào, chứ Ngọc không hề khoe của các bạn. Ngọc không biết vì sao mà ai cũng làm kênh ăn uống hết á, nhưng mà tới Ngọc làm kênh ăn uống thì bị nói là khoe của. Nhưng mà thật ra là Ngọc chỉ cái miếng thịt bò này á là Ngọc mua về review thôi, chứ mình kêu Ngọc mua về ăn hàng ngày muốn nổi được bạn ơi. Một miếng về mà 170 đô, tiền ra mua cho nổi. Đó, đuổi chay xuống rồi, nó quậy quá, phải đuổi nó xuống thôi. Nên là video clip này không sẽ không có chay. No jade so we can scoot rồi. Over. Thôi Ngọc nghĩ là tắt cái lò này được rồi đó. Turn it off. Rồi, tắt rồi đó. Tại vì Ngọc thấy miếng thịt chín tới rồi. Thôi bây giờ Ngọc xin mời tất cả mọi người cùng thử cái miếng thịt bò Wagyu A5 này nha, nổi tiếng của thế giới. A5. Did you try it yet? Yeah. Mà hai ba yo. I like it. It tastes, the taste of the meat tastes better than the small strips. Exactly. Cái thịt này nè, nó thơm. Nó không có bị hôi bò như là cái miếng thịt hồi nãy. Cái miếng thịt hồi nãy mình ăn vô mình mới ăn thịt bò, nhưng mà ăn cái này vô mình không có nghe được cái hôi bò này. Mà nó cũng không có mỡ quá y như là cái miếng thịt nãy nữa. What do you think, baby? So good. So my god. It melts in my mouth. Melts. Wow. Nó mềm mà y là đang ăn cá vậy á. Mà cắn vô cái mỡ nó tứa ra. Này là mới mốt mẹ ba qua mua cho mẹ ba ăn thử được. Put it in one of your leaves and try it. Bây giờ sẽ ăn chung với lại kẹp chung với lại rau ăn cho đỡ ngán. Trời ơi. Oh baby. Can you put it back on there? It's way too big for the small plate. Thank you. Cái miếng thịt bò gì mà 170 đô trời. Cái mà nhưng mà cái này là được nuôi ở ở một cái nông trại ở nãy đọc cho các bạn nghe đó. Ở Nhật á. Đó, là một cái website này của Mỹ á, người ta nhập về người ta bán. All right. So let's wrap it. So baby, you think it's worth it, $170? Yeah. Yeah, I like it. Yeah? Yeah. Baby, may I as well put it all in your mouth. Ngọc hỏi chồng Ngọc á là anh nghĩ cái này có xứng đáng $170 không? Anh nói có. Theo Ngọc á thì Ngọc thấy bình thường. Ngọc không có too crazy about it. I'm not too crazy about it. No. I don't think we will
buy this often because it's so expensive. It's so too fatty. Rất là mỡ, mỡ rất là nhiều. Nhưng mà nói chung là ngon các bạn. Ngon nhưng mà nó mỡ nhiều ngán. Quá nhiều luôn. Wagyu beef. Cái miếng thịt bò này nãy Ngọc nói đó, trong nhà hàng là chắc 300-400 đô miếng đó. Chỉ cái ăn nhẹ chung với lại muối với lại tiêu thôi, không ăn gì nhiều quá. Ngọc cái này là một pound là cỡ 14 ounce đó, 14 ounce thịt bò đó. Mở nó tứa ra mà nuốt không kịp luôn á. Wow, I'm like full. Really? Chồng Ngọc anh ấy ảnh no rồi các bạn ơi. Trời ơi, cái mỡ mới làm ngán, ông nội ơi ngán. I don't think I can eat anymore just because of the fat. Vậy là nó mắc tiền, với lại nó ngon là tại vì do mỡ nhiều hả? Vậy là có nghĩa là nhiều người thích ăn mỡ nhiều. Nên là người ta thích nhiều thì nó mới trở nên phổ biến. Mà nó phổ biến thì nó mới mắc. Đó các bạn ơi, thì cái video clip này Ngọc làm tới đây thì cũng xong rồi. Thì Ngọc hy vọng là cái video clip mà Ngọc review về cái thịt bò A5 Wagyu này với lại cái thịt bò Wagyu của Mỹ á, thì mọi người cũng có thể một phần nào đó chút xíu thôi cảm nhận được là cái Ngọc đang nói về cái miếng thịt bò này nó vị nó như thế nào, rồi ăn nó ra làm sao. Ngọc cũng muốn làm cho video clip nó mới lạ hơn một chút. Ngọc tìm kiếm những cái thức ăn mà nó hơi lạ hơn một chút để có thể mua về rồi ăn rồi review cho tất cả mọi người. Chứ Ngọc không, thật sự Ngọc không có que của, Ngọc mua cái này không nổi nữa đâu. Ngọc hết tiền rồi, Ngọc mua xong miếng thịt bò này Ngọc hết tiền luôn á. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip này. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này. Nếu mà các bạn thích á, làm ơn cho Ngọc một cái like, một cái subscribe với lại một cái share để có thể nhiều người biết tới kênh hơn. Rồi chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Bye bye. Wait, before you say bye. Bye. When we do the food trails, I want to end the food trails with a hand signal. So, what, like, we'll do it on three and we'll do either so-so, bad, or good. Okay. Oh, this is so-so, bad, or good? Yes. Okay. All right, on one. No, hold on. Okay. So, let me. Oh, yeah, explain it. Chồng Ngọc nói là khi every video or what? Every review, every video that's a food review. Okay, chồng Ngọc nói là khi mà một cái làm xong một cái video mà review về một cái đồ món ăn nào đó thì anh muốn là cái phần cuối của cái video là Ngọc với anh cho một cái dấu hiệu là cái món ăn này có ngon không? Vậy đó là ngon, còn vậy là bình thường, còn vậy là không ngon. Thì bây giờ 1, 2, 3 nha. Okay, 1, 2, 3. Vậy là Ngọc nghĩ là cái này là bình thường. So you're so-so and I'm more than so-so but not 100%. Okay, vậy là Ngọc vậy là bình thường rồi. Ảnh là hơn Ngọc chút, là anh thấy là hơn bình thường chút rồi. Rồi vậy thôi. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye, like and subscribe. Bye bye. See you later.